Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng thông báo phong chức linh mục, tòa giám mục Lạng Sơn, số 4 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, thư thông báo phong chức linh mục. Một tháng sau khi phát hành thư công bố các ứng viên chức linh mục, vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, đến gia đình giáo phận và các giáo sứ liên hệ của các phó tế để lắng nghe những phản hồi về sự xứng hợp với chức thánh mà các thầy xin lãnh nhận nay tôi quyết định kêu gọi và tiến hành việc phong chức linh mục cho các phó tế đủ điều kiện theo giáo luật để phục vụ cho cánh đồng truyền giáo của giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng. Danh sách các phó tế sẽ được truyền chức linh mục. 1. Thầy An Tôn Đặng Văn Đạo, hàng giáo sĩ giáo phận. 2. Thầy Du Xe Nguyễn Văn Nhật, hàng giáo sĩ giáo phận. 3. Thầy Phê Trịnh Văn Nhợi, hàng giáo sĩ giáo phận. 4. Thầy Vinh Sơn Nguyễn Thái Sơn, hàng giáo sĩ giáo phận. 5. Thầy Phao Lô Trần Văn Phiếm, tu sĩ Hiệp hội Thừa Sai Đức Maria Mẫu Sơn. 6. Thầy Du Xe Nguyễn Vũ Thực, tu sĩ Hiệp hội Thừa Sai Đức Maria Mẫu Sơn. Thời gian và địa điểm. Thánh lễ phong chức linh mục cho các thầy sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Lạng Sơn, số 2 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn vào lúc 19 giờ thứ ba ngày 26 tháng 7 năm 2022, trong dịp hội trại giáo lý năm 2022 cho đoàn thiếu nhi thánh thể giáo phận, xin trân trọng kính báo đến quý cha và gia đình giáo phận, quý cha và các giáo sứ quê hương của các thầy, cũng như các giáo sứ liên hệ, quý cha cố, quý gia đình ông bà cố và ân nhân, thân hữu của các thầy, để chung lời tạ ơn, cầu nguyện, tham dự thánh lễ phong chức và tiếp tục đồng hành với các thầy trong sứ vụ mới tại giáo phận truyền giáo Lạng Sơn Cao Bằng. Xin cảm ơn và chào thân ái trong Chúa Kitô. Lạng Sơn ngày 17 tháng 7 năm 2022 đã ký và đóng dấu Du Xe Châu Ngọc Chi, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng.